Hello, xin chào anh chị em và các bạn. Hôm nay Hoàng đang có mặt ở farm nuôi của anh Trương, farm nuôi ở xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xương, tỉnh Quảng Nam. Và farm nuôi này là farm nuôi công nghệ cao, gồm có là 2 ao dèo và 24 ao nuôi. Hiện tại thì tôm đang nằm trong khoảng một bè khoảng 6 ao, tôm đầu 8, đầu 7 đến đầu 8 và có 10 ao. Hiện tại tôm đang đầu 4 và đầu 5. Và hôm nay tôi sẽ cùng anh chị em tham quan mô hình của anh Trương, farm nuôi của anh Trương như thế nào. Đây là nuôi tôm giai đoạn 2, gồm có 2 ao được 34 ngày tuổi và sang ra từ ao dèo được 14 ngày rồi. Hiện tại tôm nó khoảng 500 đến 600 con, gan ruột vẫn ổn định, đặc biệt ruột là rất là to, khỏe và gan cũng khỏe. Tôm trong tình trạng cũng phát triển rất là tốt. Màu sắc cũng rất là cứng và tuyệt vời. Màu nước cũng ổn định. Đây là khu nuôi dùng khoảng 60 đến 70% sản phẩm OBS, gồm các dòng sản phẩm về đường ruột. Và đây là gồm có 10 ao tôm được 90 ngày và hiện tại tôm thì khoảng từ 45 đến 50 con. Tôm rất là khỏe. Vỏ cứng vỏ và chắc thịt. Tôm bụng rất là khỏe, rất là khó bắt trong nhà. Và đường ruột rất là to, khỏe. Gan cũng rất là khỏe luôn. Màu nước tất cả các ao đều ổn định, hầu như là cùng một màu nước. Các bạn thấy tôm dở ra trong nhà cũng rất là dày, một ao tương đương khoảng trên 3 tấn rồi, 3 tấn đến 3 tấn rưỡi. Và khoảng lễ 30 tháng 4 này thì anh Trương dự định thu. Và hiện tại đang có tầm khoảng 30 đến 40 tấn tôm đầu lớn. Và kỹ sư anh đang dở tôm 70 ngày, khoảng 80 con, gồm có 6 ao nuôi như vậy. Và tình rất là nhanh, tôm phát triển rất là nhanh, khỏe, đặc biệt là tôm ăn khỏe và ruột đường ruột rất là to. Màu nước cũng rất ổn định. Anh giờ cái nhà này khoảng bao nhiêu tấn? Đây là bản ảnh kỹ thuật trưởng ở khu vực khu nuôi của anh Trương đang dỡ nhá. Và chúng tôi đi cùng kỹ sư Thiện và những anh em công ty OBS. Tôm rất là dày, hiện tại thì ăn rất là nhanh. Vì thời tiết ở Quảng Nam hiện tại cũng rất ổn định trở lại rồi. Khu nuôi anh Trương thì dùng các sản phẩm chính về bộ gan hay cua, men ruột, biogol và lactic, các dòng men enzyme như quanh của chim, canxipot, giúp cho cứng vỏ, và dòng khoáng canamid. Các dòng men vi sinh thì dùng các sản phẩm như men tôm giai đoạn lớn là dùng enzyme PPT, và giai đoạn nhỏ là dùng top clear hoặc acelobac. Đó là khu nuôi của anh Trương. Đây là những farm nuôi, những ao nuôi tôm đang giai đoạn từ 70 con và tôm hàng 4 rồi. Hiện tại có gần có 16 ao như vậy, và có những ao tôm chuẩn bị sang giai đoạn 3 của mẹ tôm 34 ngày vừa rồi. Đây là những anh em công ty OBS, và có anh Trương chủ farm và anh Thọ chủ farm nuôi 12 ao Đức ở khu vực này. Cảm ơn quý anh chị em đã theo dõi. Chúc quý anh chị em và bà con nuôi tôm một mùa vụ thành công. Chào tạm biệt mọi người nhé.